Hi, I'm going baby on baby. Uh-huh. That nigga a bitch. He think he a gangster. He probably still slanging 380. Hi. Probably told you I'm lit. Chị lại tính ăn gì? Ăn cá lóc. Gì? Không? Dứt. Giờ ngày qua mấy bạn cũng có góp ý là làm video mình sẽ rút ngắn thời gian lại, với lại nay sẽ có món mới bạn video tiếp theo của mình là ăn cái gì? Cá lóc không? Cá lóc đi. Mua cá lóc đi. Này ăn cá lóc mấy bạn ơi. Cá lóc nướng siêu ca. Tới chợ các bạn ơi, đi chợ thôi. À, vô đại náo chợ rồi nè. Con nửa ký lấy chục con. Quy này à. Trời ơi trời. Cá bự quá các bạn ha. Rửa mặt cá đi cho sạch sẽ. Trời ơi. Vô miệng cân luôn. Nghe đây. À, bà bán cá nè. Dễ thương không? Dễ thương mà. Để chị hả? Về. Nãy có ra chợ mua được cá hả mấy bạn ơi, làm sẵn hết rồi, các bạn qua đây coi nè. Tụi mình làm sẵn setup rồi. Phải không? Nhưng liệu cũng ngày qua thì mình có cái tương ớt mình đang rút ngắn thôi, mình không cần tương ớt, mình chỉ cần dầu hào với sa tế nè, ngũ vị với hạt xi ngon. Còn cá lóc, rau đơn giản vậy thôi nhưng mà nước chấm này không có đơn giản. Nhưng là bây giờ mình rau nãy bỏ này đi. Cái này là ớt nè. Con này là tỏi. Hành. Ớt bột này trộn lại, lát mình pha chung với cái này thôi. Mình bắt đầu video thôi nha. Let's go. Ngày qua nhúng than lâu quá, nay nhúng sẵn có lửa than rồi, mình bắt đầu mình nướng thôi nha. Nướng đi. Còn thiếu món lá chuối, đi chặt lá chuối không? Chắc phải nói cái công đoạn là tôi cực lắm nè. Ngày qua bước xuống đây giết rồi, người ta sợ sập đất, người ta gào lắm, tôi đi luôn. Nè đây nè. Tàu nón nè. Hu, qua chuối rồi. Gọc lá bỏ, lấy cây lại quét nước lên con cá. Ê, lá chừa lại không có bỏ. Chừa lá rồi các bạn ơi. Bây giờ kiếm lửa cắn. Nay mình sẽ cố gắng rút ngắn thời gian lại cho bạn coi đỡ chán nha. Cắt lại lời, lát mình quét. Làm cho đẹp đẹp ơi, ngày qua tôi làm sao? Mày ba tao đó. Ok. Chuẩn bị ốp đồ nha các bạn. Ốp trước đi rồi quét luôn. Lát khỏi ốp. Ốp trước rồi quét luôn là sao? Lát khỏi ốp nữa. Ốp trước lát quét sau. Bây giờ người ta trộn trước. Đúng mà. Đơn giản thôi. Dầu hào. Đôi găng tay thì tính ra số lượng. Tao phải thánh đâu. Thì giờ thôi ba. Đây, nhiều đây. Rồi. Ngủ vị hương. Chút thôi. Làm nó mũi quá bạn ơi. À gì ngon nha. Té bây giờ. Té đã rồi. Này có khăn giải nhí nha các bạn. Ken. Rồi. Bước này là để sa tế vô. Bán mua bù tạc luôn. Mày tối ngày bù tạc mình tao bù đầu mày giờ. Cái muỗng. Siêu cay bạn muốn ăn cao bao nhiêu để cay bao nhiêu mình căng. Cá ít xịu để ít xịu. Để nhiều nhiều đi. Để
Để giờ tôi ăn được sao? Mình ăn tôi ăn. Tao phải cơm thế chứ. Rồi, để nguyên liệu mình chuẩn bị sẵn rồi để cho kia. Thơm quá bạn ơi. Mình để chút dầu mà, cho đây còn miếng dầu mình để dầu cho nó có màu. Màu gì? Màu vàng. Vàng gì? Vàng xe. À, mày thấy không? Thấy đâu? Vừa có hành, vừa có tỏi, nói chung là rất là thơm. Than vừa chín tới luôn các bạn ơi. Ba, than vừa chín tới là sao? Dạ, đi đi. Đây. Dẹp dao đi. Đóng cái vật tennis thôi. Đâu bệnh vô mặt thử vừa. Vậy chai thật bon. Ngại tao không đẩy cái dĩ lên trước cho nó nóng cái dĩ. Bạn nướng cái đầu trước nha. Cần cổ. Cái đầu. Cần cổ. Mày cãi không? Mẹ đi đâu cái vậy? Nói thiệt á, nãy giờ mình kêu đưa mấy món là hên mình không đổi đầu là mai rồi đó. Bét lên luôn đi. Mấy bạn nhớ cắm chiếc đũa luôn nha, cho dễ chở hai cái cây cũng được chứ á. Với lại cắt ra như này cho dễ thấm cái thịt cho nó mau chín. Các bạn dễ ăn. Cháy chưa? Khô rồi, khô rồi. Sao bữa nay em nghe kêu nó cháy rồi. Sống ở trên đời mà ai cũng phải có kinh nghiệm hết á. Nãy mua mặt ong, quét lên. Da giòn. Bỏ đi, bỏ đi, bỏ liền đi. Rồi mình quét lên được rồi đó. Chưa. Cãi hoài. Tao nướng hay mày nướng? Mày nào, thằng nào quay? Mày quay. Dạ, ông mà chơi ông mà chống tôi là tôi nghỉ quay đó. Bạn mua ăn cái rau gì thì mua cái đó để lên. Nói chung là cá này ăn với rau gì cũng được. Nhưng mà thích ăn rau thơm với rau cá hơn. Lớp cá. Lớp cá. Thơm quá. Thằng Ken này chắc tao quýnh mày quá Ken. Mấy bạn nào có hứng với cơm cháy của quẹt không? Ngày mai mình làm cơm cháy cho ăn. Sắp chín rồi mấy bạn ơi. Cũng sắp nữa. Thiệt để cái lưng lên gì là sẽ chín, mau chín. Lửa than có sẵn mà. Đâu giống như ngày qua đó, đúng không? Rồi xuống rồi. Mấy bạn muốn ăn món gì đó thì muốn mình làm thì mấy bạn cứ comment với đi. Rồi mình sẽ làm cho bạn coi. Khó dễ mình phải làm cho bạn coi. Vậy hả? Không nói không biết á. Quét lên được rồi. Cái phần quan trọng mà ba ơi, cá khô rồi. Giờ mình sẽ quét nước lên. Nước gì? Nước sốt. Ừ. Có siêu cay nha. Có hành nữa. Thơm lắm. Tắm nhiều nhiều chứ. Vô cái chân cá mang á, trời vô tắm vô cái. Thứ gì chịu nổi. Thơm quá bạn ơi. Thơm quá. Thơm cái mùi của dầu hào nữa nè. Lại mùi ngũ vị hương nó pha với nhau thơm. Ăn được không? Được. Chắc không? Dạ. Chuyện ba. Được. Đó, nó sôi nó bạn ơi. Bạn thấy hấp dẫn không? Pha vừa đủ là mình quét hết luôn nha, không có chừa các bạn. Từ đó nó thấm vô con cá. Cho thêm miếng dầu hào nữa. Được rồi. Thơm.
Dẹp luôn nha. Dẹp hết luôn. Ui thơm quá bạn ơi. Cái này mà ăn cơm nè, đã lắm luôn. Còn gì ba? Nóng. Trời ơi. Sao nãy tao không lấy cái bộ ninja tao mặc vô? Cảnh quá. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ê. Lôi cho đầu mà kìa các bạn ơi. Chưa. Mấy bạn cũng sắp được mình sẽ dẫn các bạn đi câu hết. Chưa chỗ đồng đâu. Chứ chỗ gì? Mới có lên nè. Chưa có chỗ đồng, chỗ đồng lỡ lên cao cái chừng mặt hộp gan tay. Còn cái già là người kia quá nhá. Cuối cùng cũng chín rồi mấy bạn ơi. Nhìn nè. Giờ là tới cái thằng quan trọng nhất. Ui, bạn thấy soi không? Nào quay gần cho bạn coi nè. Soi nè thấy bạn không? Nè soi. Quay soi không? Giờ tôi soi nè. Ôi. Chín rồi bạn ơi. Quá thơm mấy bạn ơi. Tiếc là cái mình không có gỡ được cái linh mùi lên cho các bạn coi. Cái file á. Để được cái file trời ơi. Mấy bạn thấy cá ngon không? Rồi có hành, tỏi với lại ớt. Hòa với rau này bạn ăn là khi mấy bạn nhậu cũng được. Rất là ngon. Hello, đây tới phần quan trọng, phần ăn thử. Mình sang thử các bạn. Nào cái nước chấm nè. Cái nước chấm này mình để tỏi ớt ăn bằm với để một miếng đường với một miếng chanh với lại nước mắm bảy điều lên cho mắm. Nó có độ chua ngọt thôi. Mắm trong các bạn. Bạn nào thích ăn ớt chanh để ớt chanh, còn ăn này thì để này, mình thích ăn này hơn. Ớt chanh siêu cay là đúng bài. Nhiều các bạn nha. Nhiều cảm nhận luôn nha. Mà ngon. Nói chung là vừa chín tới, nó không có, mình không để đường nên thịt nó ha không có khác. Vừa chín tới luôn và lấy lại nó có độ mặn của dầu hào và cái mùi ngũ vị hương nữa. Nói chung là cái món này mấy bạn nhậu với rượu á thì nó ngon hơn như là nhậu bia. Còn ăn cơm thì khỏi nói. Nay mình sẽ test thử miếng nữa rồi mình sẽ cho thằng Quy ăn. Khoan, từ từ. Cái gì? Nếu nói nhậu rượu thì ngon hơn với nhậu bia là sao? Rượu với bia ta phải tách ra đàng hoàng chứ. Dạ ông nội. Ngon quá bạn ơi. Ăn luôn có dễ. Cho giờ tôi review trước để cho mặt review sau. Nó chấm ngon quá bạn ạ. Chấm ngon lắm ngon. Nè, chấm nó vậy nè. Ăn theo kiểu của người Trung Quốc á gì nè. Bạn thấy đậu lầy của nó không? Ôi. Nó được không? Mình ăn cay không được, mà nó ăn cay hay quá bạn ơi. Có cái mùi của ngũ vị hương á, dầu hào rồi mùi sa tế nó trời ơi. Nó hơi cay cay rồi. Nó hơi cay nhiều. Bạn thấy cái màu đẹp không? Nè, cái màu này mới đẹp nè. Đẹp cho bụng mày á. Nó đẹp là đẹp màu miệng á. Đẹp cục thứ hai nha các bạn. Nè. Bớt nè, tỏi ớt nè. Nè. Đó các bạn thấy không? Thời gian làm xong con cá lóc này mình cũng đã test thử rồi, cũng ngon. Các bạn ăn thử đi, các bạn cứ làm theo cách của mình đi rồi cho mình một comment với để cho mình biết bạn làm ra sao nha. Với lại nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình, để lại cho mình một share. Với lại cho mình một like nữa nha. Thôi, kết thúc bây giờ tới đây nha các bạn. Bye bye nha. Hẹn các bạn gặp lại video sau. Chưa. Coi được ăn nha.